các bạn nha. À, sau thời gian làm YouTube thì giờ mình đi chạy quảng cáo luôn rồi các bạn ơi. Giờ kinh tế khó khăn lâu rồi mình không có ra video được. Giờ mình đi chạy quảng cáo luôn rồi các bạn. Rồi các bạn ơi, hiện tại anh em mình đã tới chợ của Sắp Xoài nha các bạn. Đây là dàn xe của anh em mình. Siêu phẩm luôn nha các bạn. Giờ mình sẽ lại quay từng chiếc cho các bạn xem á. Đây là những chiếc Winner V1. Hiện tại anh em Winner đang có mặt tại chợ Dạch Sỏi nha các bạn.